Các bạn thân mến, thực tế đã chứng minh công nghệ thông tin ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong bước phát triển của đất nước ở giai đoạn hội nhập này. Không có một ngành công nghiệp nào thiếu sự hiện diện của công nghệ thông tin, đặc biệt là đối với các ngành công kỹ nghệ. Chính vì vậy mà ngành công nghệ thông tin đang là một ngành học hot thu hút giới trẻ. Một cậu nam trẻ hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một vài thông tin bổ ích cũng như những hành trang bạn cần chuẩn bị khi chọn ngành học này. Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, công nghệ thông tin là một trong những ngành học hot có sức hút lớn đối với giới trẻ. Do tình hình dịch bệnh hiện nay thì cái nhu cầu chuyển dịch số qua online trên cỡ Việt Nam và trên thế giới đang rất là nhiều. Nên là cái nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin cũng đang rất là cao. Điều cuốn hút là các bạn trẻ có thể tham gia vào cái môi trường làm việc rất là năng động và mình có thể tiếp cận với nhiều cái công nghệ. Quan trọng nữa là một thu nhập về trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì hiện nay cũng đang rất là ổn định so với các ngành nghề khác. Công nghệ thông tin gọi tắt là IT. Đây là ngành sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu nhập thông tin. Ngành công nghệ thông tin phân chia thành 5 chuyên ngành phổ biến, gồm khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính truyền thông và kỹ thuật phần mềm. Công nghệ thông tin đòi hỏi ở người học tư duy nhạy bén, logic, làm việc độc lập sáng tạo, say mê công việc và có khả năng tiếp cận công nghệ mới. Đây là những kỹ năng hết sức cần thiết nhằm giúp sinh viên phát huy tối đa những tố chất, khả năng mà một kỹ sư IT cần có. Thường thì trong công nghệ thông tin, mọi người sẽ thường liên tưởng tới môi trường làm việc hoặc là những ngành học liên quan tới nam giới hoặc là nam giới sẽ được lựa chọn nhiều hơn. Nhưng mà đối với mình thì dù là nam hay nữ, bạn chỉ cần có tâm huyết và có sự rèn luyện đủ các kỹ năng cần thiết trong ngành công nghệ thông tin thì mọi người đều có thể làm tốt ở trong lĩnh vực này. Để có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên ngành công nghệ thông tin còn thường xuyên được trang bị kiến thức ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, tham gia các buổi kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp, hệ thống trung tâm thực hành hiện đại. Nếu yêu công nghệ, thích lập trình và khám phá nhiều ứng dụng mới, thì công nghệ thông tin chính là lựa chọn phù hợp dành cho các bạn trẻ có nền tảng học tốt các môn tự nhiên. Công nghệ thông tin ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ nhiệt huyết, yêu thích lĩnh vực công nghệ. Bởi ngành học này, các bạn trẻ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một công việc ổn định ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, kinh doanh, viễn thông, game và mang đến một mức thu nhập cao hơn so với nhiều ngành nghề khác. Đầu tiên là các bạn phải có một cái sự đam mê, nhiệt huyết. Có đam mê, nhiệt huyết thì cái đó các bạn phải có lửa. Từ đó thì các bạn sẽ yêu nghề và khám phá nghề được nhiều hơn. Hiện nay là cái công nghệ thông tin gần như là áp dụng cho vào trong đời sống của mọi người rồi. Nên mình hy vọng nhất, lớn nhất và tâm huyết nhất đó là cái ngành công nghệ thông tin của mình nó phát triển được mạnh hơn như một số thành phố lớn như là ở Đà Nẵng, Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Trước làn sóng phát triển của công nghệ số, mọi hoạt động trong cuộc sống từ công việc, giải trí đến liên lạc giờ đây bỗng trở nên dễ dàng qua một chiếc laptop hay smartphone. Công nghệ thông tin trở thành ngành nghề len lỏi ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bạn sẽ được nắm bắt những kiến thức mới nhất, công nghệ hiện đại nhất và là điều kiện thuận lợi giúp bạn thể hiện tối đa tư duy sáng tạo của mình. Phấn đấu và rèn luyện để trở thành những kỹ sư IT đầy tài năng và khát vọng cũng chính là cách để người trẻ góp phần vào sự phát triển của nền công nghệ thông tin, một trong những ngành mũi nhọn mang đến sự phát triển vượt bậc cho khoa học kỹ thuật trong thời kỳ hội nhập của đất nước.